Thế giới này vui mừng chào đón thấy quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay em đưa lên kênh đó là một chiếc đài sáp QT90. Chiếc này thì về hình thức nó còn khoảng tầm 85%. Nó cũng đã có những cái vết chảy xước nhẹ nhẹ ở phía này. Ngoài ra nó có một cái vết xước ở đây. Tí nữa em sẽ quay chi tiết cho các bác. Đấy. Và chiếc này thì về khoảng tầm một tuần nay rồi nhưng mà em bận dọn dẹp, có rất nhiều bác đã liên lạc để hỏi chiếc này, vì thế em đưa lên kênh để cho bác nào tham khảo thông tin, nếu bác nào thấy phù hợp thì ủng hộ. Và cũng chia sẻ với các bác, sản phẩm trên có mức giá là 13 triệu 500 ngàn đồng chưa bao gồm phí vận chuyển, bên em ship hàng toàn quốc, bác nào ở Hà Nội thì có thể đến tận nơi xem và mua hàng. Và bây giờ em sẽ mời các bác thẩm âm luôn nhé. Con này về thế là tua nhiều bài vẫn còn đầy đủ hết. Em bảo giữ khoảng. Tiếng còi tàu thét lớn nằm giữa đêm ngoài ô nghe mưa rơi trên hôm che xa còn nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non không quên ơi mưa rừng về ngập trời mưa làm chỉ cho ướt áo anh tôi đêm mai kia nơi nơi gió im mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi đây cửa số 2 nhé. Cửa băng này là cuốn metal, chất lượng âm thanh vô cùng hay. Thank you.
tách như đêm cành rừng. Ở nhổn xa ngoài kia nơi biên giới dương quất cây đồi, người anh tôi không quên nơi trên đường diễn ra đông thu. Nếu chợt nghe tim mong giữa xa xôi gió mang ra biên thu, mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Gió mang ra biên thu, mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài. Vừa rồi là các bác đã thử thẩm âm hai cửa băng phần cassette. Nói về QT90 thì nó là hàng Nhật xuất sang thị trường của châu Âu. Vì thế nó dùng đa cầu điện, có thể dùng được cả điện 110V, 120V, 220V và 240V. Và con này so với con QT88 thì nó không khác gì nhau. Nhưng con QT88 thì nó có cái loa, không có loa tép ở đây. Thế còn con QT90 thì có loa tép ở đây. Và ngoài ra thì cái khác biệt nữa đó là cái phần radio thì nó có 4 giải tần số. Đấy. Và khác con QT88 nữa là nó có thêm một cái chỉnh trầm ở đây. Đấy. Vì xuất bản nước ngoài thì nó có những cái thay đổi như thế. Còn ngoài ra thì em nghĩ là cân nặng với phần trọng lượng nó không khác gì nhau cả. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy cho em xin một đăng ký kênh ủng hộ. Bác nào đang xem trên điện thoại di động thì hãy cho em một like để em có nhiều động lực làm nhiều video có chất lượng cho các bác cùng xem. Và bác nào đang theo dõi ở trên YouTube thì hãy ấn vào mục mô tả video, có một phần đó là cái đường link của cái trang Thế Giới Đài, thì hãy ấn vào Facebook của Thế Giới Đài để cập nhật các hoạt động trên Facebook của Thế Giới Đài. Em đăng tải ở vừa ở YouTube vừa ở trên Facebook. Bởi vì có một số những hình ảnh thì mình không thể đăng tải ở trên YouTube được, mà bắt buộc phải đăng ở trên Facebook. Đấy. Và con này thì các bác có thể thấy được ngoại hình của nó rất là bắt mắt. Màu này gọi là màu gold, QT90 màu gold. Thì có những bản thì là nó là màu đỏ, và ngoài ra có cả màu trắng. Nhưng màu trắng của nó cũng rất ít gặp. Đấy. Bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì nhấc điện thoại gọi ngay cho Thế Giới Đài. Em đã bảo dưỡng phần cơ chạy hoàn hảo, thay hết dây cu loa bánh tì rồi. Và giá công khai là 13.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Những bác ở xa thì có thể mua qua dịch vụ bưu điện, còn những bác ở gần thì có thể đến tận nơi xem và mua hàng. Và bây giờ em sẽ chuyển sang một phần test tính năng nữa, đó là tính năng radio. Nhưng trước khi test radio thì em xin phép là giảm phần ánh sáng nó xuống để cho phần radio nó nghe được rõ nét. Đấy. Nếu sử dụng được phần radio thì các bác ấy ấn vào nút power này, đây ạ, nút đỏ này. Phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ Urenco Hà Nội cung cấp dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời giảm sử dụng chất cháy, ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy. Trong nhà đang bật rất nhiều đèn led vì thấy tiếng của nó rất là hơi sôi. Và con này thì nếu như phần đèn led này nó không quá nhiều thì tiếng của nó rất là rõ nét, bởi vì em đã từng bật test ở bên ngoài rồi. Đấy. Và xin kết thúc video test và giới thiệu chiếc đài tại đây, bởi vì hôm nay em quay video tương đối muộn. Bây giờ đã là 7 giờ, hơn 7 giờ rồi. Em sẽ test nhanh. Còn bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì em sẽ test chi tiết gửi cho các bác bằng Zalo hoặc Facebook để các bác xem thông tin sản phẩm. Và giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 13.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Xin kết thúc video test và giới thiệu chiếc đài QT90 tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh xem em giới thiệu như là thuyết trình chào bán sản phẩm về đài cassette tuyển chọn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.